Wow. Công nhận cô Thứ Hiền là múa võ đẹp thiệt nha. Làm ơn đừng có làm bèm, người ta đang coi, hiểu không? Ta tập trung ta coi mà cứ ngồi nó mà qua hoài, khổ ghê vậy đó. Biết nãy qua bên kia ngồi cho rồi. Mày qua kia, mày qua kia liền. Qua. Trời ơi, mệt quá à. Con vậy cũng gây lộn thiệt tình. Ngồi nó cứ lèm bèm hoài à. Mày hơi đi lên tầm rồi. Thần thái của cái cô Thúy Hiền này công nhận xuất sắc thiệt chứ. Trời ơi, tưởng gì dễ ẹt con cũng làm được chứ bộ. Gì? Con làm cho mẹ coi nha. Trời ơi, nè nè, ba làm lại cho ngoại coi đi con. 1, 2, 3. Ôi, trước lẹ ra giống ghê ha. Con làm lại nha. Con gái của ba giỏi quá trời. Mới còn chút xíu gì mà làm được hay gì chứ. Yeah. Ôi. Cậu ơi, cậu. Cậu nhìn con nha. Nhắc cậu nhỏ này. Ê da. Bước qua đây. Bước qua đây biểu. Chuyện gì vậy Nam Chi? Mày muốn chết hả? Ừ, mình xin lỗi. Tại vì bây giờ mình phải đi ra mua gia vị cho chị Tâm Ý gấp. Mình đi nha. Ê, đâu vậy? Đứng lại coi. Con làm gì mà la ôm sùm vậy Nam Chi? Mẹ ơi, mẹ coi con này mẹ. Làm lại mẹ coi coi. Dạ. Làm chi nó đi học wushu đi. Anh thấy không? Nó chỉ cần coi người ta biểu diễn có một lần thôi mà thần thái của nó hả, không thua gì vận động viên chuyên nghiệp hết. Cho nó học wushu đi anh. Thiệt hả? Thiệt. Biết đâu sau này con mình đó hả, trở thành một đặc chứ. Nhưng mà cho nó đi học liền luôn hả? Anh không thấy hả? Thần thái con mình xuất sắc luôn á. Anh chỉ e Lam Chi nhà mình nó hiền quá mà. Bây giờ cho nó học võ nữa, ai chịu nó nổi. Nhanh lên Lam Chi. Dạ. Con gái, con muốn học võ thiệt luôn hả? Thiệt mà ba, con có năng khiếu mà. Hay quá à, trời ơi. Học cái môn vũ su này cực lắm á. Ủa, con muốn trở thành Thúy Hiền thứ hai thiệt luôn hả? Dạ đúng rồi, con sẽ trở thành người nổi tiếng. Hay hay quá. Thôi được rồi, giỏi lắm. Con gái của mẹ. Cố lên. Hey. Yes. Đi. Em đi nha. Ba. Hả? Hey. Biết rồi. Trời ơi, biết rồi, đi lẹ giùm đi. Đi. Bye ba. Hey. Nó biết võ nữa, ai chịu nổi nó trời. Tôi có cho cháu bé tập thử ở nhà. Tôi phát hiện ra Lam Chi nhà tôi thần thái của nó chuyên nghiệp lắm thầy. Tôi nghĩ là con bé sau này nó sẽ phát triển rất là chuyên nghiệp luôn. Thầy coi nè. Con bé chuyên nghiệp lắm, thầy tin tôi đi. Vậy thì chị cứ cho bé tập thử để xem khả năng của bé tới đâu. Tốt quá, cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Lam Chi, con nghe rõ chưa? Con phải cố gắng lên, đi chứ. Mẹ yên tâm, con gái của mẹ có năng khiếu mà. À, được. Cả lớp, hôm nay có lớp mình có bạn mới. Các con cùng chào bạn Lam Chi đi nào.
Thú thực với chị, em không thấy bé Lam Chi có năng khiếu về cái môn võ này. Thầy nói sao vậy thầy? Tôi thấy là con bé rất chuyên nghiệp mà, biểu cảm của nó rất là tốt, thần thái lắm. Lam Chi, làm lại cho thầy coi đi, mới lên. Dạ. Đó, thầy thấy chưa, con bé rất là chuyên nghiệp. Trời, nó biểu cảm như vậy còn muốn gì nữa thầy? Tuy là vậy, nhưng mà những động tác đơn giản nhất bé cũng không làm được. Em đã dành rất là nhiều thời gian để mà dạy bé, nhưng mà bé cũng không làm được. Thầy à, thầy đánh giá như vậy có vội vàng quá không? Tôi thấy là con bé rất thần thái mà. Đối với chị là vậy, nhưng mà theo em thì bé Lam Chi diễn hơi lố. Đây, chị hãy xem thử bé này mới thực sự là có năng khiếu nè. Minh, con ra đây con đánh thử cho bạn Lam Chi xem nào. Về đi con. Lam Chi nhà mình không thể nào trở thành Thúy Hiền thứ hai rồi. Rõ ràng là Lam Chi nó có năng khiếu mà. Dù sao giáo viên người ta vẫn có chuyên môn hơn mình. Con mình chắc không có năng khiếu đâu. Anh nói sai rồi. Hôm trước mà em đi tập thể dục với Lam Chi á, rõ ràng là nó biểu hiện nó có năng khiếu thể thao lắm mà. Mới có bắt đầu thôi mà tự nhiên bỏ cuộc, bộ anh không thấy tiếc hả? Em vẫn muốn cho Lam Chi chơi thể thao nữa hả? Chứ sao, mình mới bắt đầu mà, tự nhiên bây giờ kết thúc. Nhưng mà em đừng có tham lam quá. Tham lam cái gì? Mình là làm cha làm mẹ, mình phải tạo điều kiện cho con mình phát triển tài năng chứ. Mình là không có ép con mình những thứ là nó không thích rồi đó. Nhưng mà em thấy Lam Chi hả, nó có năng khiếu thể thao. Em sẽ tìm kiếm cái môn nào mà nó thật sự nó thích để nó phát triển tài năng của nó chứ. Bộ em có dự định gì rồi hả? Em sẽ cho Lam Chi chơi đánh gót. Trời ơi, con mình nó hiền quá rồi, bây giờ em đưa nó thêm cây gậy nữa, ai chịu nổi nó. Bây giờ ha, cô chỉ cần nhắm trúng cái banh, đánh thiệt mạnh là được nha. Con gái à, thần thái quá. Nó canh hướng gió nữa kìa, chuyên nghiệp ghê chưa. Cố lên con, cố lên làm gì. Ủa, sao con không đánh trúng trái bành? Con phải canh trái bành, đánh trúng trái bành mới đúng chứ. Ủa, cái cây gậy con đâu rồi? Hả? Hai đứa đi đâu vậy? Dạ, Tâm Anh làm bài được 9 điểm rưỡi, cho nên là con tính dẫn Tâm Anh đi nhà sách mua quà hả cô? Trời, bữa nay Tâm Anh được 9 điểm rưỡi nữa hả con? Dạ. Sao mà giỏi quá vậy nè? Con nhớ là cố gắng lên nha. Dạ. Dạ, hai đứa đi đi. Dạ, tụi con chào cô. Con chào cô đi. Con nhà người ta học giỏi thứ ham thiệt á. Làm gì? Ngồi xuống đây cho mẹ. Ngồi xuống. Tại sao con thi mà không nói cho mẹ hay hả? Cái đó đâu phải là thi, chỉ là bài kiểm tra nhỏ xíu. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Kỳ
kỳ này con sẽ cho cái đồ đáng ghét nó biết tại. Lần nào thi cũng chỉ có 1.5. Cái con nhỏ này, con học hành cái kiểu gì mà chỉ có 1.5 à hả? Tại cô cho bài khó quá thôi. Còn nói nữa hả? Tâm Anh người ta đi học sau con lâu lắm luôn á, mà lúc nào người ta đi thi cũng được 9-10 điểm, còn con lúc nào cũng lẹt mẹt 1-2 điểm là sao? Không biết mắc cỡ hả? Có gì đâu mà xấu hổ, cái đồ đáng ghét đó chỉ nằm trong lòng bàn tay của con thôi à. Tại con chưa muốn gạch tay thôi. Ba mẹ ơi. Gì con? Gì vậy con? Hôm nay con vẽ tranh á, cô giáo khen là con vẽ đẹp á. Trời ơi, làm chi của ba này giỏi quá ta. Biết vẽ tranh nữa chứ. Con vẽ cái gì vậy? Con vẽ Pikachu á, con vẽ giống lắm luôn á. Pikachu á hả? Cô giáo con có bình thường không? Mà sao vẽ cái gì gì mà điểm cao à? Dạ đúng rồi, ba này. Đẹp mà ba. Cái này là gì vậy? Cái này là mẹ phải không? Không phải, này là ông. Trời đất, ông gì tím lè bộ bệnh hả? Mẹ đâu, mẹ đâu? Mẹ đây phải không? Không phải, cái này là tủ lạnh. Mẹ đây nè. Mẹ màu đỏ vậy đó hả? Dạ đúng rồi. À, vậy chắc chắn là ba rồi, đúng không? Có thời gian công vẽ bà. Vẽ bà thế dù cái tủ lạnh cũng được mà. Nhưng mà dù sao bức tranh này cũng được chơi trong lớp rồi. Mẹ thấy con giỏi chưa? Hả? Này làm chi? Con nói cái gì? Cái bức tranh của con bữa nay được cô giáo treo trong lớp rồi hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao mà con gái mày giỏi quá vậy nè? Chắc chắn sau này con sẽ trở thành một nữ danh họa chuyên về trường phái trên trù tượng. Đúng rồi, nó giỏi thiệt. Con người mà nó bê tông hóa luôn, ba khối bê tông kệ ba trụ tượng mà. Ba này con thấy đẹp mà. Trời ơi, làm chi bữa nay giỏi quá à. Con gái của mẹ giỏi thiệt á. Mẹ, mẹ thấy đẹp đúng không mẹ? Đẹp chứ. Vậy mẹ đóng khung á, mẹ treo lên bàn trang điểm của mẹ. Bức tranh này đẹp mà, nhất định là mẹ sẽ lộng khung mẹ treo ở trong phòng. Làm chi giỏi quá à. Wow, em vẽ đẹp thiệt đó ha. Dạ. À, Tâm Ý à? Dạ, dạ, con chào cô. Ừ, con có thấy cái áo sơ mi của cô đâu không? Dạ, áo sơ mi nào cô? Sơ mi caro đó. Dạ, để con kiếm cho cô. Tâm Anh. Dạ. Con đang vẽ hả? Vẽ đẹp quá ta. Nè, Tâm Anh. Dạ. Bức tranh của con có được treo trong lớp không vậy? À, dạ không. Hả? Vậy là chỉ có bức tranh dạ, của... Dạ, tất cả các tranh của các bạn đều được treo ở trong lớp đó cô. Hả? Dạ, tại vì tranh của Tâm Anh vẽ đẹp nhất cho nên được treo ở văn phòng trường đó cô. Cô thấy Tâm Anh vẽ đẹp không cô? Ờ, đẹp chứ. Tranh của Tâm Anh đẹp quá. Con giỏi lắm. Dạ. Ừ, cảm ơn con. Đây là chị nè, đây là em nè. Tâm Ý ơi. Dạ. Ờ, cô hỏi nè, mình còn cá ngừ không con? Dạ còn cô. Vậy con lấy ra con kho thơm cho cô nha. Dạ. Mẹ ơi, hôm nay con mới tập chạy ở trường về mệt lắm á. Làm món sườn nha mẹ. Cái gì? Bữa nay con mới thi chạy hả? Dạ đúng rồi. Bữa nay con chạy được bao nhiêu giây? Dạ con chạy được 11 giây. Con đã được cô giáo khen là chạy nhanh hơn trước á. Trời ơi, vậy là bữa nay con nhanh hơn mấy bữa rồi. Hay quá đi à, giỏi ghê vậy đó. Làm món sườn nữa nha mẹ. Biết rồi, mẹ sẽ thưởng cho con được chưa? Yeah, chưa. Con nhỏ này cũng may là con có gen của mẹ cho nên mới chạy nhanh như vậy đó. Hôm nay làm chi giỏi quá. Nè, Tâm Ý ơi. Tâm Ý. Dạ. Con làm món sườn cho em nha. Dạ. Yeah, vui quá. Hoan hô, được làm món sườn rồi. Yeah. Nè, dạ, Tâm Anh. Bữa nay con cũng thi chạy phải không? Dạ. Con chạy được bao nhiêu giây? Con chạy được 9 giây cô. Cái gì? Con chạy được 9 giây hả? Dạ. Có chuyện gì hả? Bực mình quá đây nè. Học cũng thua người ta, rồi bây giờ chạy bộ cũng thua người ta nữa. Em nói ai? Còn ai vô đây nữa? Con gái rượu của anh chứ ai nữa. Nó làm sao? Nó học cũng thua Tâm Anh, mà bây giờ tới chạy bộ nó cũng thua Tâm Anh nữa là làm sao? Ồ, tưởng chuyện gì. Đương nhiên là Lâm Chi nhà mình phải thua rồi. Con bé Tâm Anh nó sống trên núi nó chạy nhanh như ngựa vậy, cho lên chạy xuống biết nó quen rồi. Sao Lâm Chi nhà mình chạy lại nó? Ý anh nói là con gái của mình thể lực yếu hơn người ta đó hả? Chứ còn gì nữa. Không
bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Anh có biết như vậy là sỉ nhục đối với em không? Em là giáo viên thể dục mà, con gái của em mà thể lực yếu hơn người ta, làm sao mà chấp nhận được? Thì trả thù cho con đi, kêu Tâm Anh chạy bộ chung với em chắc em thắng đó. Làm chi? Làm chi? Thức dậy cho mẹ. Làm chi? Giờ này còn sớm mà mẹ. Dậy mau lên. Mau lên. Mẹ nói cho con biết nha, kể từ ngày hôm nay con sẽ phải tập thể dục buổi sáng với mẹ. Mau lên. Ôi, tập chi nữa mẹ. Mau lên. Dậy. Rửa mặt. Mau lên. Nhanh lên. Nhanh lên cho mẹ coi. Mẹ nói là thẳng người lên. Nhanh lên. Cố lên, cố lên. Thẳng cái lưng lên. Nhanh lên. Để con nhỏ này. Đứng dậy cho mẹ. Ôi lên. Đứng dậy. Đứng dậy coi. Mới dậy con chút xíu à. Con đau chân quá. Con còn là biết nữa hả? Con có biết là con chạy có 11 giây hay không? Mày đặt khoe với mẹ đó chứ. Trời ơi, con chạy 11 giây là tài năng lắm rồi đó. Tài năng cái con khỉ á. Chạy cái gì mà cứ ngã ngửa là sao? Làm sao mà chạy nhanh được? Chạy thì phải chúi người lên phía trước. Rồi chân nè, đầu gối thì phải nhô cao lên. Con mệt với lại đau bụng nữa, nhà không nổi nữa. Mẹ nói cho con biết nha, bây giờ mà không chạy đủ 10 vòng thì đừng có học ăn sáng. Mau lên. 10 vòng á. Ây da, nhanh lên. Nhanh lên làm chi? Cố lên, cố lên, cố lên. Đánh tay mạnh lên thì mới chạy nhanh được chứ. Nhanh lên. Chúi người về phía trước, không có ngửa ra phía sau. Cố lên nè, cố lên. Cái con nhỏ này, bé con chạy đi đâu vậy? Mình xin lỗi tao, nên mình mày chưa kể mày chưa mất nói vậy mày đụng tao. Mày tới sới rồi con. Mày đứng lại. Đứng lại cho tao. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Lan Chi, mình xin lỗi nha. Mình đi trước nha. Cái đồ đang ghê. Hãy đợi đây. Ngồi ra báo đồ. Nút bật kịch gì. Lạp Chi à, chạy đi tập thể dục nè con. Lạp Chi, con đã chuẩn bị xong rồi. Con thay đồ rồi đó hả? Mẹ ơi, con muốn chạy nhanh hơn Tâm Anh luôn, để có thể bắt được nó dễ dàng. Và con sẽ nắm đầu nó quay 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 như dế luôn. Con nhỏ này. Lạp Chi, chạy nhanh lên. Lạp Chi, nhanh lên, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Cố gắng lên con. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa. Lên. Lên chạy. Giỏi lắm. Tuy con chạy phần dưới chân là quan trọng nhất, nhưng mà phần trên cơ thể của con cũng quan trọng không kém đâu. Rước người mạnh lên. Ráng là làm gì. Cố lên. Cố lên. Mạnh nữa. Giờ con để tập thêm một lần nữa. Con nhỏ này. Vậy con không muốn nắm đầu Tâm Anh quay như dế không hả? Đuổi không kịp chứ gì. Mày đúng là cái đồ đang ghê. Nhanh nữa. Cố lên. Cố lên. Bánh của bạn hả? Mình thấy nó ở trong tủ lạnh đó. Bánh này tao để dành từ hôm qua đó. Mày đáng ghét. Mình xin lỗi. Để mình cất lại vô tủ lạnh nha. Cất đi chứ còn nói gì nữa. Nhanh. Mày dám ăn hả?
Bỏ xuống. Mình đi cất liền. Mình cất rồi đó. Mình đi nha. Mày dám nói hai đứa nói. Mình xin lỗi. Không có xin lỗi cho. Mày đứng lại cho tao. Gì vậy? Nè. Sao nói chuyện nhanh quá vậy? Nhanh lên. Làm món sườn nướng nha. Cô sẽ đãi hai đứa này. Trời, tự nhiên mày cho nó ăn. Đứa nào cũng giỏi hết đó.